hồi thứ 45 Núi Thúy Bình Dương Hùng giết vợ Điếm chút gia Thạch Tú đốt nhà Khi đó Mấy người ở phố xá túm lấy dương công Cùng đem vào phủ quỳ xuống kêu với tri phủ rằng Sáng ngày chúng tôi ra nghe tiếng kêu Rồi chạy ra phố xem Thì thấy lão này đánh đổ cháu lên trên hai cái xác chết Một cái xác hòa thượng Một cái xác đầu đà Toàn thị trần truồng hết Và có con dao dứt ở bên cạnh đầu đà xin đến trình quan biết dương công kêu rằng việc đó chúng tôi không biết đầu đuôi thế nào sáng ngày dậy sớm đi với thằng bé gánh hàng đem ra chợ bán bỗng tới đó bị dốc ngã máu me dính bết ra người bây giờ mới biết có hai xác chết chúng tôi thấy vậy làm kinh sợ kêu la ầm ĩ cho phố xá đổ ra rồi kéo đến để trình quan lớn xin ngài lượng cả xét cho quan phủ nghe nói liền sai nha lại dẫn tụi dương công cùng người hàng phố đến đó để khám nghiệm sự tình khi chúng khám xong về bẩm với tri phủ rằng nhà sư bị giết đó là hòa thượng bùi như hải ở chùa báo ân còn người đầu đà tức tên là hồ đạo ở đằng sau chùa nhà sư ấy không mặc một thứ vải lụa nào trong mình có đến ba bốn nhát dao đâm hồ đạo thì có để một con dao hành hung lên cổ chỉ có một nhát thương rất nặng việc này chắc là hồ đạo cầm dao đâm giết nhà sư rồi sợ tội và đến thân mà lại tự tử chết Tri phủ cho đòi chư tăng ở chùa đó đến để tra hỏi đều không ai biết đầu đuôi ra sao cả. Bây giờ khổng mục bảo với tri phủ rằng cứ xét về hiện tình thế này chắc là hai bên làm việc gì phi pháp rồi tranh nhau mà lôi thôi sinh sự không hề gì động đến dương công. Vậy tha cho dương công trở về với hàng phú để sau này có việc gì sẽ hỏi đến. Còn hai cái xác kia giao cho chùa báo ân phải đem quan quách để chôn đi một nơi rồi lập án cho là hai bên giết hại lẫn nhau vậy là công chính tri phủ khen là phải liền y lời truyền cho theo đó thi hành được ít bữa có kẻ hiếu sự ở gần phố đó đặt ra câu hát cho trẻ con hát rằng nực cười hòa thượng chùa báo ân cũng là túc trái tiền nhân lứa đôi thiện nam dỗ tính nữ mong cho vui sướng lấy thân ngờ đâu cực lạc quan âm vừa tiếp dẫn bỗng đâu quyết bồn địa ngục đã xa chân than ôi chữ không sắc quả nhân không nhớ Kiếp quá sinh kia tớ theo thầy Dí chăng sum họp rồng mây Thì chi đến nỗi đường dây máu tình Tưởng rằng chỉ có một liên dẫn mẹ đến trời xanh Nào ai hay sư hổ mang lại quá kiếp Bởi cô mình mình ơi Lại có mấy anh hiếu sự nữa Nghe mấy câu hát ấy thì cũng tức tối trong lòng Mà đặt luôn một khúc lâm gian tiên cho trẻ hát Sắc giới phá tan, giao quan kề cổ tiên nhân hậu quả thực rõ từng ly sinh thì chuyện mục gớm ghê áo quần trút sạch giao kề một bên sư cụ đêm nay tròn quả phúc đêm qua sư bác vẫn như điên đầu đà cũng quyết cùng nhau chết cửa phật khen ai khéo nặng nguyền đàn bà trẻ con thấy hai câu hát ấy thì truyền tụng luôn miệng làm cho phố xá ai ai cũng biết chị chàng kia thấy vậy trong bụng càng lấy làm cây đắng xót xa mà không dám hé miệng nói một câu gì vào đó. Về phần Dương Hùng ở kế châu khi đó, nghe thấy câu chuyện như vậy, thì đoán chắc là Thạch Tú làm, liền tự ăn năn hối hận trong lòng, rồi quay ra dơ dẫn đi tìm Thạch Tú để hỏi xem đoan đích ra sao. Chàng vừa đi đến phía trước cầu đã thấy có tiếng người đằng sau gọi lên rằng ca ca đi đâu đó? Dương Hùng nghe gọi quay lại thấy Thạch Tú liền nói Kỳ hiện đệ, tôi đừng tính đi tìm hiện đệ đây thạch tú nói ca ca hãy đến chỗ này tôi nói chuyện đã nói đoạn dẫn dương hùng và một hàng cơm đến một chỗ phòng con để nói chuyện với nhau thạch tú bảo dương hùng rằng ca ca tôi nói có sai đâu dương hùng nói thôi xin hiền đệ tha lỗi cho tôi vì hôm đó tôi say rượu nói liền bị đứa giang phụ dò biết ý tứ rồi nói xấu hiền đệ lắm câu không ra gì hết nay tôi tìm đến để xin lỗi với hiền đệ đây ca ca Tôi dẫu là một đứa vô tài, sông đầu đội trời chân đập đất, không khi nào làm càng bao giờ. Tôi chỉ sợ sau này lỡ ca ca lại trúng kế, nên đến tìm để bảo rõ cho ca ca biết. Hiện có tan tích đây, tôi xin lấy ca ca xem. Nói đoạn đem cả quần áo của hai người đã giết mà đưa cho Dương Hùng xem. Dương Hùng xem xong bừng bừng nổi giận mà rằng, để hôm nay về cắt đầu con dâm phụ kia thì mới hả lòng được. Thạch Tú cười rằng, quên lại nữa rồi. Quynh là một người làm việc quan không biết pháp luật hay sao bây giờ không bắt được quả tang thì giết người ta thế nào được lỡ như tôi nói rằng thì có phải giết quan người ta không vậy thì có thôi được hay sao bây giờ Quynh phải nghe tôi mới có thể là một anh con trai ở đời được Thế nào hiền đệ cứ nói cho tôi nghe Gần núi cửa đông đây có tòa núi Thúy Bình Rất là tĩnh mịch Đến mai ca ca nói dối là đi lễ Rồi dắt tổ tổ và đứa thị nữ lên đó một thể Đoạn rồi tôi đón ở đó để ba mặt một lời đối chứng minh bạch rồi ca ca sẽ làm giấy cho người ta về vậy là công bằng hơn hết hiền đệ bất tất phải như vậy tôi biết rằng hiền đệ là người thủy chung không khi nào có thế mà ngại cái đó toàn là con khốn kiếp nên nó nói liều nói lĩnh ra đành vậy nhưng tôi muốn cho ca ca biết rõ đầu đuôi thì tôi mới hả hiền đệ đã định vậy thì rất là có lý sáng mai tôi xin dẫn nó đến đó hiền đệ chớ sai lời mới được thạch tú cười mà đáp rằng nếu ngày mai tôi không đến đó Thì những lời nói của tôi là dứt đi hết Xin ca ca cứ y ước cho Nói đoạn Dương Hùng từ biệt thạch tú Mà đi về trong phủ Chiều hôm đó Dương Hùng về nhà Vẫn cứ ung dung điềm đạm như mọi ngày Không có điều gì là ý khác Sáng hôm sau chàng dậy sớm Nói với vợ rằng Đêm hôm qua tôi nằm mơ Thấy thần về báo mộng Nói rằng khi trước có hứa làm lễ Mà sao đến nay không đi trả lễ Nguyên trước tôi có hứa đến lễ nhạc miếu ngoài cửa đông Sông lâu nay bận rộn chưa sao trả lễ được Vậy ngày nay tôi muốn cùng nàng ra để trả lễ một thể Chị chàng kia đáp rằng Tiết cấp đi một mình có được không? Cần gì phải tôi đi nữa? Ngày trước tôi có hứa lễ Chính là ngày thành thân với nhau Vậy ngày nay phải cùng đi với nhau mới được Nếu vậy ta cùng ăn cơm chay sớm Rồi tắm rửa mà đi một thể Để tôi mua vàng hương với thuê xe Nàng ở nhà tắm rửa trước Rồi bảo thị nhi sắp sửa đợi tôi về là đi nói đoạn đứng dậy đi ra hàng cơm tìm Thạch Tú hẹn rằng Hôm nay cứ ăn cơm xong là tới đó. Thạch Tú nói, khi đến lưng chừng núi, ca ca nên cho đổ kiệu xuống, rồi mấy người đi bộ lên núi. Tôi sẽ chờ một chỗ vắng vẻ trên đó, chớ cho người lạ đi vào mới được. Dương Hùng nhận lời, quay ra đi mua vàng hương, thuê kiệu rồi trở về ăn cơm. Khi ăn cơm xong, sửa soạn rồi lên kiệu, kiệu phu đã chờ ở ngoài cửa. Dương Hùng trở vào nói với Phan Công rằng, Xin trưởng nhân trong non nhà giúp Tụi con đi lễ một lát sẽ về Phan công nói rằng Đi cập đi lễ nên mau mau trở về kẻo lão mong đợi Nói đoạn chỉ chàng lên kiệu Rồi Dương Hùng cùng thị nữ đi bộ theo sau Khi ra đến ngoài cửa đông Dương Hùng dặn lũ phu kiệu khiên kiệu lên núi Thúy Bình Rồi sẽ cho thêm tiền Nguyên Thúy Bình Sơn ở ngoài cửa đông kế châu Ước chừng hơn 20 dặm Trên đó toàn thị tha ma mộ địa Có mọc xanh um cành dương trắng xóa không hề có chùa chiền nhà cửa ở trên Bây giờ phu kiệu khiêng đến lưng chừng núi dương hùng liền bảo hạ kiệu xuống rồi rút then mở bức rèm dục chị chàng đi ra chị chàng hỏi đây là chỗ nào dương hùng đáp hãy cứ xuống sẽ biết nói đoạn quay ra dặn bọn phu kiệu rằng các ngươi đợi ở đây một lát ta cho tiền uống rượu bất tất phải lên trên đó đám kiệu phu vâng lời đứng đợi ở đó Dương Hùng dẫn chị chàng kia cùng thị nữ đi lên trên núi. Khi tới chỗ vắng vẻ thấy Thạch Tú đã đứng đợi ở đó, chị chàng kia liền hỏi Dương Hùng rằng Sao đi lễ lại không mang vàng hương lên đây? Dương Hùng nói Tôi cho người đem lên trước rồi. Nói đoạn liền dẫn chị chàng kia đến một nơi cổ mộ rất là quan tịch. Tới đó Thạch Tú bỏ khăn gói giao gậy xuống chỗ gốc cây rồi chắp tay vái chị chàng kia mà rằng Xin chào tổ tẩu, Chị chàng kia cũng vội vàng hỏi Sao thúc thúc cũng ở đây Nàng vừa hỏi vừa giật mình kinh sợ Không biết tại sao Thạch Tú đáp rằng Tôi đợi tẩu tẩu ở đây đã lâu Đoạn rồi Dương Hùng quay lại hỏi chị chàng rằng Bữa trước nàng nói với ta những chuyện thúc thúc làm săn như thế nào Hôm nay dáng vẻ nàng thuật lại rõ ràng cho ta nghe một lượt Chị chàng tái người đi mà đáp rằng Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm gì nữa Thạch Tú trừng mắt hỏi tổ tẩu nói thế nào Thúc thúc việc gì đến đó còn nói nữa làm gì Thạch tú cười nhạt Rồi dở khăn gói lấy quần áo Của bùi như hải và hồ đạo ra Ném xuống đất mà hỏi rằng Có biết quần áo nào đây không Chị chàng kia trông thấy Lại đỏ bừng mặt lên Mà không nói được câu gì nữa Thạch tú cầm dao lưng ra tay Bảo với Dương Hùng rằng Việc này chỉ hỏi con thị nữ sẽ biết Dương Hùng liền nắm đầu con thị nữ Bắt quỳ xuống trước mặt Quát lên hỏi rằng còn khốn nạn này Những việc thông gian ở chùa Hẹn ước đốt hương như thế nào Cùng là đầu đà gõ mỏ thế nào Muốn sống nói thật cho ta nghe Nếu sai một câu nào là ta cắt cổ băm như ngay lập tức Thị Nhi run rẩy kêu rằng Bẩm ngài Vì không can thiệp gì đến tôi Ngài tha cho tôi tôi xin kể ngài nghe Nói đoạn liền đem chuyện Từ khi đến chùa lễ Phật Vào phòng xem răng Phật Đuổi thị nữ xuống nhà dưới Rồi đến ngày thứ ba có đầu đà đến xin kêu sai lấy tiền đồng ra cho rồi sao đợi tiết cấp đi vắng là thắp hương ra hiệu và sáng dậy có người gõ mỏ đánh thức thế nào cho đến lúc thưởng cho mấy thứ nữ trang bắt phải nói với tiết cấp là thạch tú đùa bỡn ghẹo thế nào nhất nhất thuật cho dương hùng thạch tú cùng nghe thạch tú nghe đến đó bèn hỏi dương hùng rằng kaka đã biết chưa những lời đó không phải là tiểu đệ xuôi nó được xin ca, ca hỏi lại tổ tổ xem dương hùng lại nắm tay chị chàng kia kéo lại mà quát lên rằng Đồ súc sinh này Con kia nó đã thú thực hết rồi Ngươi có chối được nữa không Màu màu nói thật ra Kẻo không sống được bây giờ Chị chàng kia năn nỉ kêu rằng Việc đó thật là tôi không phải Xin chàng nghĩ tình vợ chồng khi trước Mà tha tội cho tôi Thạch Tú bảo với Dương Hùng rằng Ca ca không thể hàm hồ như vậy được Phải hỏi cho rõ đầu đuôi ra sao Dương Hùng lại quát lên rằng Thế nào phải nói cho ta nghe Chị chàng lại phải đem đầu đuôi từ khi hai năm gặp gỡ đã có tư tình bái kế phan công làm can gia đến khi làm lễ ở nhà đôi bên cười cợt. Bị thạch tú biết lại phải im đi khi ra thắp hương ngoài đàn. Đôi bên lại hẹn đến gần rèm chuyện hẹn nhau ra ngoài lễ chùa. Khi ra lễ chùa đánh lừa lên xem răng Phật toàn tính lâu dài cùng nhau khi xuôi làm phản gián để đuổi thạch tú đi khi yêu cầu để đem thị nhi ra cho hẹn cùng khi hẹn hò đi lại luôn luôn thế nào, thế nào lại thuộc hết một lượt nữa. Thạch Tú nói, còn khi nói với ca ca, tôi đùa bỡn thế nào nữa. Hôm đó ca ca say rượu về, mắng tôi mấy câu rất là đáng sợ. Tôi đoán chắc là Thúc Thúc đã biết chuyện mà nói cho ca ca hay. Giả chăng trước đó mấy hôm đã có người xui tôi làm cách đó. Nhưng vậy tôi mới dụng kế để phản gián đôi bên. Nhưng xin thú thực là thúc thúc không có chút gì như vậy. Thạch Tú nói với Dương Hùng rằng: "Bây giờ đã vậy, ba mặt một lời rồi, còn cách xử trí thế nào, xin tùy nhân huynh định liệu." Dương Hùng nói: "Hiện đệ hãy tháo hết nửa trang trên đầu, cởi hết áo xiêm y ả à ra, để tôi sẽ có cách xử trí." Thạch Tú vâng lời, tháo hết đồ trang sức và lột áo chị chàng kia ra, Dương Hùng bèn cắt hai đoạn giải lưng buộc chị chàng vào gốc cây ở đó. Thạch Tú lại lột hết khăn áo của đứa thị nữ và mọi đồ trang sức đưa cho Dương Hùng và nói rằng ca ca nên nghĩ những hạng người khốn kiếp ấy còn để làm gì nữa dễ cỏ phải nhổ gốc mới được Dương Hùng nói đưa vào đây tôi xử cho mới thích thị nữ thấy nguy bách đến nơi vừa mới toan kêu lên thì bị Dương Hùng chém một nhát đứt ngay ra làm hai đoạn chị ả bị trói ở gốc cây thấy vậy kêu lên rằng thúc thúc can giúp một chút Thạch Tú cười mà đáp rằng cái này có phải tự tôi đâu Dương Hùng cầm dao đến mốc lưỡi chị chàng kia Cắt đứt không cho kêu được nữa Rồi chỉ vào mặt mà nói rằng Đồ hèn mặt này Mày lừa dối ta Suýt nữa không những là hại đến tình nghĩa anh em Mà sau này lại còn bị ngươi giết hại Vậy chắc là tâm can phủ tạng của ngươi Khác hẳn mọi người Để ta lấy thử ra xem sao Nói đoạn đưa dao rạch một nhát từ ngực xuống bụng moi lấy gan cho lên cây tùng Đoạn rồi đem quần áo bỏ xó với quần áo nhà sư và lấy các đồ trang sức gói vào một gói bảo với thạch tú rằng bây giờ gian phu dâm phụ đã giết cả rồi duy còn tôi với hiện đệ thì nương tựa vào đâu cho được thạch tú nói tôi có chỗ để an thân được xin ca ca cùng đi ngay với tôi đi đâu bây giờ bây giờ ca ca đã giết người nếu không lên nhập bọn ở đất lương sơn thì còn đi đâu được đành vậy nhưng hai anh em mình có quen biết mà họ dung nạp vào ca ca nghĩ lầm rồi hiện nay đám giang hồ thiên hạ Ai không biết tiếng Sơn Đông cập thời vũ Tống Công Minh là người chiêu hiền nạp sĩ, chuyên kết hảo hán xưa nay. Giả chăng tôi cùng nhân huynh lại biết đôi chút võ nghệ, như vậy thì làm gì đến đó họ chẳng quan nghênh. Tuy nhiên buổi ban đầu là còn khó, huống chi tôi đây là người làm việc quan, thì tất nhiên họ cũng nghi tâm, có khi nào chịu cho mình ở được. Thạch Tú cười rằng, ông ta ngày trước không làm áp ti hay sao, tôi nói câu này cho ca ca vững dạ, trước đây anh em mình mới được gặp nhau trong hàng rượu có hai người cùng ngồi ở đó với tôi rồi đứng dậy đi chính một người là thần hành thái bảo đới tung ở lương sơn bạc và một người là cẩm báo tử dương lâm có cho em 10 lạng bạc hiện còn để trong bọc đó nay anh em ta lên đó thì còn có điều chi mà ngại nếu quả có đường lối như vậy thì tôi về thu thập hành lý rồi ta cùng đi ca ca còn thu thập hành lý gì bây giờ vào thành lỡ ra họ tóm được thì thoát làm sao Hiện đây đã có các đồ nữ trang, tôi cũng có một ít tiền. Vậy là đủ rồi, không cần nói gì, phải đi đâu cho thêm sinh sự. Thôi ca ca cứ quyết chí đi ra sau núi, mà lên lương sơn bạc ngay mới được. Thạch Tú nói đoạn, khoác khăn gói lên vai tay cầm lấy gậy, rồi dương hùng lâu dao dắt vào lưng, rồi dắt thanh đao để cùng ra đi. Chợt đâu có người từ trong bụi thông chạy ra kêu rằng, giữa lúc thái bình thế này mà dám cả gan giết người, rồi rủ nhau nhập bọn lương sơn bạc hay sao? ta đây biết hết chuyện rồi. Dương Hùng Thạch Tú nghe nói quay đầu lại xem. Thì người kia đứng gần trước mặt mà cúi lạy chào hai người. Nguyên người đó họ thời tên Thiên, tổ quán ở đất cao đường, lưu lạc đến đất kế châu. Thường hay trèo tường khoét ngạch làm kế sinh nhai. Người ta thường gọi là cổ thượng tao thời Thiên. Trước đây đã bị quan tư ở phủ kế châu bắt được. Sao có Dương Hùng cứu thoát ra? Cho nên mới nhận biết Dương Hùng từ đó Bây giờ Dương Hùng trông thấy Thời Thiên liền hỏi rằng Người ở đâu mà lại đến đây Giám thưa tiết cấp ca ca Lâu nay tôi rất quẩn bách Không còn có chỗ kiếm ăn Đành phải quanh quẩn ở đây Đào mấy cái mộ cổ Để xem có cái gì khả dĩ dùng được chăng Vừa rồi thấy ca ca hành sự ở đó Chúng tôi không dám thò ra để quấy nhiễu Sau nghe nói ca ca định lên lương sơn bạc Nên mới dám ra đây để theo Tôi thiết tưởng như tôi quanh quẩn ở đây Chẳng qua chỉ bắt con gà con qué Để kiếm ăn sinh nhai thì bao giờ cho khá được vậy hai vị ca ca cho chúng tôi đi theo một thể không biết rằng các ngài có ưng chăng thạch tú nghe nói đáp rằng nếu cùng là bọn giang hồ hảo hán thì cứ đến đó cũng được chứ sao người ta đương chiêu hiền nạp sĩ kể biết bao nhiêu có hẹp chi một mình mà không dung được xin cứ đi với chúng tôi một thể cho vui thời thiên nói các ngài có lòng như vậy thì còn gì hơn nữa tôi có thuộc đường lối đi lên đó để tôi xin dẫn các ngài đi cho gần Nói đoạn ba người liền theo lối sau núi mà cùng nhau rời gót về đất Lương Sơn. Thanh đao đã dứt sự đời, bốn phương đâu chẳng là trời tương tri. Giang hồ là chí nam nhi, lợi danh đấm đuối làm chi nhọc mình. Khi đó hai tên phu kiệu đứng đợi ở lưng chừng núi, mãi đến mặt trời sắp lặn về Tây mà cũng không thấy ba người trở xuống. Trước còn bảo nhau ngồi đợi không dám đi lên, sao thấy quá lâu sốt ruột, không sao đợi được bèn lần bước sau lên núi để tìm lên tới chỗ cổ mộ bèn thấy đàn quạ kêu ríu rít ở đó hai anh ngẩng lên thì thấy đàn quạ đường sâu xé món ruột gan người mà ăn với nhau hai người thấy vậy lấy làm kinh ngạc không dám đứng lâu bèn chạy vội về báo cho phan công biết rồi cùng vào trình phủ kế châu quan phủ nghe trình lập tức phái viên Nguyễn quý đem nha lại tới thúy bình sơn để khám Nguyễn quý đi khám xét kỹ càng rồi trở về báo rằng Hiện có một người đàn bà là xảo dân bị giết ở dưới gốc cây tùng. một đứa thì bị giết ở bên cổ mộ và một đống quần áo sư và quần áo đàn bà bỏ chung ở đó. quan phủ nghe nói cả kinh, sực nhớ đến việc. Hải Hòa Thượng và Hổ Đầu Đà bữa trước liền gọi Phan Công mà hỏi han sự thể xem sao. Phan Công liền đem chuyện say rượu nằm ngủ ở chùa, cùng khi dân hùng nghe vợ suối dục đuổi thạch tú đi, kể lại cho tri phủ nghe một lượt. Tri phủ nghe rõ đầu đuôi liền bảo với mọi người rằng nếu vậy việc này tức là mụ kia thông dâm với nhà sư mà đứa đầu đà cùng thì nữ đều là mối lái bên ngoài còn thạch tú tức là người giữa đường thấy sự bất bình mà giết hai người đi trước rồi đến ngày nay dương hùng lại giết hai người này nữa bây giờ cứ bắt được dương hùng thạch tú thì biết được đầu đuôi ngay lập tức giao quan đã dứt dây tình thế gian hết chuyện bất bình từ đây nói về dương hùng thạch tú thời thiên Ba người cùng đi trong mấy hôm trời Khỏi địa phận kế châu Rồi sang đến đất dẫn châu Một hôm trời gần tối Đi đến đất hương lâm Xa trông thấy một tòa núi cao Trước mặt có một cái quán làm gần cạnh khe nước Ba người rảo bước cùng đến đó Khi đến nơi tiểu nhị vừa toa đóng cửa Chợt thấy ba người đi vào liền hỏi Các ngài ở đâu đến đây mà tối như vậy Thời thiên đáp Ngày nay chúng tôi đi hơn trăm dặm đường Đến đây tối quá xin ngủ nhờ một đêm. Các ngài chưa ăn cơm hay sao? Thời thiên nói, mặc chúng tôi, chúng tôi đi nấu lấy cũng được. Dân, hôm nay vắng khách, có hai cái nồi sạch để ở trong bếp, các ngài cứ lấy mà dùng. Ở đây có rượu thịt gì không? Sáng hôm nay có ít thịt, người trong thôn mua hết rồi, bây giờ chỉ còn có một giò rượu thôi, mà cũng không có một chút gì để ăn cơm hết. Được, hãy để tôi dây năm đấu gạo đầy đã, rồi tôi sẽ liệu. Tiểu nhị lấy gạo đưa cho Thời Thiên đi nấu, còn Thạch Tú hút vào trong phòng xếp đặt hành lý để đó. Đoạn rồi Dương Hùng lấy ra một cành thoa đưa cho Tiểu nhị mà bảo rằng Đây hãy gán trả món hàng rượu, còn thì sáng mai sẽ hay. Tiểu nhị dân nhận cành thoa rồi đem hũ rượu mở ra và lấy một cái môi đem bày trên bàn. Bây giờ Thời Thiên mang thùng nước nóng lên cho Dương Hùng, Thạch Tú rửa mặt mũi chân tay rồi nhất diện múc rượu ra kêu Tiểu nhị cùng ngồi uống rượu cho vui đương khi uống rượu thạch tú trông thấy dưới thềm có 10 con dao thật tốt liền hỏi tiểu nhị rằng ở đây làm gì có quân khí như vậy thưa ngài cái đó là của ông chủ tôi để đó ông chủ đây là ai ngài là bọn khách giang hồ là không biết chỗ này hay sao dãy núi cao ở trước mặt kia là độc long sơn trong dãy núi có một cái gò rất cao là độc long cương trên đó có nhà của chủ nhân ở dài rộng ước 30 dặm tên gọi là trúc gia trang Trang chủ Trúc Gia Trang Thái Công là Trúc Triều Phụng, có ba người con trai đã nổi tiếng là Trúc Gia Tam Kiệt. Xung quanh Trang có tới 5-700 nhà điền hộ, mỗi nhà đều cho hai thanh đao để ứng dụng. Chỗ này là điếm Trúc Gia, thường có 10 tên người nhà ra ngủ ở đây nên phải để quân khí luôn ở đó. Để quân khí luôn ở đây để làm gì? Ở đây gần lương sơn bạc, e khi họ đến đây quấy nhiễu dây lương nên phải phòng bị sẵn sàng như vậy. Tôi đưa tiền, anh để lại cho tôi một thanh đao có được không? Cái đó không thể được. Các thanh đao đều chạm chữ hiệu cả. Giả chăng ông chủ đây nghiêm lắm. Nếu bán cho ngài thì đòn chết. Không thể được. Thạch Tú cười rằng. Tôi nói đùa thôi. Bán thế nào được mà bán. Cứ uống rượu đi cho vui. Tiểu nhị đứng dậy mà rằng. Tôi không uống được nữa. Xin phép đi nghỉ trước. Mời các ngài cứ uống rượu. Nói xong đi nghỉ trước. Dương Hùng cùng Thạch Tú uống được vài chén rượu nữa. Rồi thấy Thời Thiên hỏi rằng ca ca có muốn ăn thịt không dương hùng nói lúc nãy tiểu nhị nói rằng không có thịt còn đào đâu ra được thịt thời thiên cười khi khi rồi vào bếp ôm một con gà đại công kênh ra dương hùng lấy làm lạ hỏi rằng kiếm đâu được gà vậy thời thiên nói vừa rồi tiểu đệ ra sao thấy trong lòng có con gà đường túng không có đồ nhắm xách ra ngoài khe giết thẳng đem nước ra đó làm lòng rồi đem vào luộc chín không còn ai biết đó là đâu hết dương hùng cười rằng cái quái này đi đến đâu cũng dỡ ngón ấy ra thì gớm thiệt. thạch tú cũng cười mà rằng té ra anh vẫn không chịu bỏ nghề cũ. nói đoạn ba người cùng cười khúc khích rồi đem gà xé ra đánh chén ăn cơm với nhau. bây giờ tên tiểu nhị vừa chập mắt được một chút trong bụng lấy làm sốt ruột liền trở dậy soi khắp cả bếp để xem. khi soi thấy mấy cái lông gà và miếng xương đầu gà bỏ ở bếp rồi lại thấy có nồi nước dùng ở trước cửa bếp thì ngạc nhiên nghĩ lại mà vội vàng soi xem lòng gà tiểu nhị soi gà thấy mất bèn hớt ha hớt hải chạy vào bảo ba người rằng các ông vô lý quá có con gà báo thức của nhà tôi sao lại đem giết thịt đi thời thiên làm bộ ngạc nhiên nói anh này nói chuyện ma hay sao gà của chúng tôi mua đến đó chứ ai biết gà của anh ở đâu con gà của tôi vừa rồi còn ở trong lòng bây giờ đã mất ông không bắt thì còn ai vào đây Thạch Tú bảo Tiểu Nhị Thôi không cần phải cãi Con gà đáng bao nhiêu tiền để tôi trả tiền cho Con gà ấy là con gà báo sáng Nếu mất nó thì nguy Ông trả đến 10 lần bạc tôi cũng không dám lấy Cứ trả lại con gà cho tôi Thạch Tú phát hùng mắng rằng Mày nói loài ai Lão giặc không trả thì đã làm sao Tiểu Nhị cười rằng Các ông không nên đến đây mà bắn ngắn Điếm tôi đây không như các điếm khác đâu Lỡ bắt được đem lên trang thì dỗ cho bọn giặc ở Lương Sơn Cũng đem giải đi hết Thạch Tú cả giận quát lên rằng Tụi tao đây là hảo hán lương sơn bạc Mày bắt được tụi tao lấy thưởng thì cứ bắt đi Dương Hùng cũng giận dữ mắng rằng Tụi tao trả tiền cho mày tử tế rồi Bằng không trả thì mày bắt được tao sao Vừa nói dứt lời Thì tên tiểu nhị vừa chạy vừa kêu lên Có giặc, có giặc Đoạn rồi có bốn năm tên đại hán Trần trùng trục chạy xong đến Chỗ Dương Hùng, Thạch Tú Thạch Tú thấy vậy dơ quyền lên tặng cho mỗi anh Một cái ngã lăn cả ra đó Tên tiểu nhị vừa toan kêu nữa Bị thời thiên tác cho một cái sưng dếu cỡ lên Không sao mà kêu được Lũ kia cả sợ bò dậy mà kéo nhau chạy thẳng Dương Hùng bảo với hai người kia rằng Chúng nó đi bây giờ Tất nhiên là báo người đến bắt chúng ta Nên ăn cơm mau lên rồi đi mới được Nói đoạn ba người cùng ăn cơm xong Đều khoác khăn gói đi giày gai Dắt dao lưng Rồi mỗi người đến giá chọn một thanh đao thật tốt để cầm Thạch Tú bảo với hai người rằng Đánh nhau thì phải đánh Không thể tha nó được Nói đoạn liền xuống bếp thổi mồi lửa Đem lên trăm mái nhà cho cháy tứ tung lên Rồi ba người theo lối đường cái Mà rảo bước kéo đi cho chóng Được hai tống canh Chợt thấy đằng trước đằng sau đèn đuốc sáng trưng Rồi có tới hơn trăm người đuổi theo Mà kêu ầm ỉ cả lên Thạch Tú bảo với Dương Hùng Thời thiên rằng Ta phải tìm lối tắt mà cháy mới được Dương Hùng nói Hãy khoan Cứ một đứa đến chém một đứa Hai đứa đến chém hai đứa Để đến khi trời sáng rồi ta sẽ đi vừa nói dứt lời thì bốn mặt đổ đến ầm ầm như vỡ nước dương hùng thì sớm lên trước thạch tú thì ở đoạn sau còn thời thiên đứng vào quãng giữa ba người múa đao đánh nhau với bọn trang khách bọn kia hăng hái múa gươm giáo xông vào bị dương hùng chém chết năm bảy người còn anh nào ở phía trước đều chạy lùi hết cả mặt sau thạch tú lại chém chết mấy người bọn kia cũng kinh sợ mà gọi nhau chạy cho thoát nạn đằng này ba người lại hăng sức giác đao theo để đánh đương khi cùng nhau theo đuổi bỗng thấy tiếng kêu ầm ĩ rồi trong đám cỏ khô kéo ra hai dòng dây móc móc lấy thời thiên co riết ngay vào trong đống cỏ thạch tú thấy vậy vừa toan quay mình lại cứu thời thiên thì đằng sau lại quăng ra mấy dòng dây móc giật kéo cả vào may sao dương hùng nhanh mắt trông thấy dây móc tung ra liền giờ đào chém đứt phăng ra rồi kêu họ ầm lên mà kéo thạch tú quay chạy phía đông bây giờ bọn trang khách đuổi bắt hai người không được thì đành đem những người bị chém và bắt thời thiên để đem cả về trang chút gia dương hùng thạch tú chạy mãi đến sáng thấy gần đó có một ngôi tử điếm trong thôn thạch tú liền bảo với dương hùng rằng anh em ta hãy đến trong tử điếm kia ăn uống xong rồi hỏi đường mà đi nói xong hai anh em cùng vào tử điếm ngồi vào ghế dựng đao vào một bên rồi gọi tử bảo dọn rượu và làm cơm cho hai người ăn tử bảo vâng lời dọn các thức nhắm hâm rượu mang lên Hai người vừa toan cất rượu để uống thì thấy có một đại hán mặt to tai lớn, mắt sắc, má cao hình dáng xấu xa, mình mặc áo vải, đầu đội khăn chữ dạng, lưng thắt vải xanh, chân đi đôi giày vải, chạy vào gọi lên rằng: "Đại quan nhân bảo các anh gánh lên nộp trên trang đó." Điếm chủ nghe nói vội vàng ứng lên rằng: "Dân, tôi đã xếp gánh rồi, lát nữa xin đưa đến trang." Đại hán kia lại dặn rằng: "Gánh mau đến, nói xong quay ra toan đi. Khi đi qua trước mặt Dương Hùng cùng Thạch Tú, Dương Hùng nhìn dáng đại hán hơi quen liền gọi rằng Tiểu Lan, anh đi đâu lại ở đây? Sao không quay lại nhìn tôi một chút? Người kia nghe nói, nhìn lại Dương Hùng rồi kêu lên rằng Trời ơi, sao ân nhân lại ở đây? Nói đoạn chấp tay quay vào cuối lại Dương Hùng Mới hay, trăm năm con tạo bày trò Nào ai biết trước mà lo chuyện đời thế gian còn giống vô loài lưỡi gươm còn dính máu người hôi tanh anh hùng vững giả dạ sắc đanh thành quan nghiệp phá tan tành mới thôi rồi đây ngang dọc ngược xuôi còn con người đó còn vui tan bồng lời bàn của thánh thán trước kia có một hồi võ tòng giết gian phu dâm phụ hồi này lại có thạch tú giết gian phu dâm phụ cũng một quan đó chăng thưa rằng khác nhau vì cái dâm của Kim Liên dám đến nỗi giết võ đại thì tội ác lớn lắm. Nếu không mổ bụng moi gan thì không rõ tội. Còn như xảo dân cũng có dâm đó, song chưa đến nỗi giết Dương Hùng mà gán cho ngày sau cũng đến tội giết Dương Hùng. Theo lời Thạch Tú, chưa phải đúng lòng xảo dân muốn vậy Giả chăng võ tòng đối với Kim Liên thì võ đại chết. Võ tòng trả thề không hỏi. Thực ra võ tòng dạng bất đắc dĩ mới phải hỏi nếu võ đại còn Võ Tòng không thể giết Kim Liên vốn theo phép vậy Nay Thạch Tú đối với xảo dân đã bỏ đi rồi Còn chuyện gì nữa Lấy người họ Thạch giết vợ người họ Dương Thì phép ở đâu Xét ra Võ Tòng giết hai đứa Vì báo thù cho anh Chẳng dự cùng ai giết Còn Thạch Tú giết bốn đứa Chẳng qua minh quan cho mình mà thôi Cùng với Dương Hùng mà vô dự Xem xảo dân bôi xấu Thạch Tú Cũng như Kim Liên ngày trước bôi xấu Võ Tòng Song võ tòng vì chị dâu buộc phải hiềm nghi mà im đi xa lánh, chẳng cần phải biện bạch làm gì. Rồi thiên hạ sau này không ai mà chẳng biết sáng tỏ như băng như ngọc. Còn thạch tú thì biện bạch, biện bạch sau lưng, rồi lại phải trước mặt, bắt con đòi biện bạch, rồi lại bắt xảo dân cũng thú thực ra. Cần cho dân hùng biết lòng mình như băng như ngọc mới thôi. Hỡi ơi, phải đâu đại trưởng phu thiên hạ, sao có giống người độc ác đến như vậy? khiến ta càng lạ cho thi nại am đem một tay quay một bút đã tả một giỏ tòng lại tả một thạch tú sao lạ như vậy phải chăng phải xảy ra chuyện này để dơ vét lại lũ người trở về sơn bạc mà thạch tú chủ tâm